Quý vị và các đồng chí đang đến với chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý vị thân mến, là lực lượng đồng cốt bảo vệ biên cương, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh luôn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình với những biện pháp kịp thời mang lại hiệu quả cao. Không chỉ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà Bộ đội Biên phòng tỉnh còn thể hiện quyết tâm cao trong đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm khu vực biên giới. Mới đây, việc triệt phá thành công chuyên án TN823B về mua bán người cho thấy sự cương quyết, mưu trí, dũng cảm của các lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ngày càng tinh vi này. Thành tích của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng, của các lực lượng khác tham gia chuyên án đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng, động viên kịp thời. Cũng từ chuyên án này, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã rút ra những kinh nghiệm quý, tiếp tục đề ra biện pháp đấu tranh phòng chống hiệu quả hơn nữa loại tội phạm này trong thời gian tới, nhằm đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Chuyên án TN823B là chuyên án phối hợp giữa ba lực lượng, gồm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, được xác lập một cách nhanh chóng, ngay khi nhận định đây là hành vi mua bán người liên tỉnh và xuyên quốc gia. Từ những thông tin ban đầu có biểu hiện nghi vấn liên quan tội phạm mua bán người, các lực lượng chức năng đã xác lập ngay chuyên án và nhanh chóng triển khai công tác phối hợp, phân công nhiệm vụ, chủ động ngăn chặn trước khi đối tượng đưa người xuất cảnh qua biên giới. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm của các lực lượng tham gia chuyên án, hai nạn nhân là phụ nữ và trẻ em dưới 16 tuổi đã được giải cứu thành công. Sáu đối tượng khi bắt giữ ban đầu mới chỉ khai nhận hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới hoặc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, nhưng ban chuyên án đã buộc chúng phải cúi đầu nhận tội về hành vi mua bán người. Qua công tác đấu tranh với chuyên án mua bán người TN823P của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thì chúng tôi nhận thấy cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người thời gian qua diễn biến rất là phức tạp, tinh vi và có những cái thủ đoạn mới, đó là các đối tượng đã vẫn tiếp tục sử dụng các trang mạng xã hội để tuyển dụng lừa đảo các nạn nhân với phương thức là tìm kiếm việc làm hoặc là hợp tác lao động rồi việc nhẹ lương cao để mà tuyển dụng và lừa đảo nạn nhân đi các nước như Campuchia, Philippines hoặc là Đài Loan rồi Singapore hoặc là một số nước khác để mà thực hiện cái lừa đảo, để thực hiện cái việc mà cưỡng bức lao động hoặc dụ dỗ các đối tượng hoạt động tình dục hoặc là hành vi khác. Kết quả đấu tranh chuyên án đã thể hiện tinh thần kiên quyết, ý chí quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh đối với tội phạm mua bán người của các lực lượng tham gia chuyên án. Các lực lượng đã rất linh hoạt về nghiệp vụ, quyết tâm quyết liệt về ý chí, khắc phục mọi khó khăn về trang bị phương tiện, vật chất, đồng tâm hiệp lực không quản ngày đêm, tiến hành truy xét các đối tượng, truy tìm nạn nhân qua nhiều địa bàn, nhiều tỉnh thành. Một chuyên án được triệt phá thành công là niềm vui lớn của các lực lượng đã kịp thời ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là tính mạng, sức khỏe của chính các nạn nhân cũng như tài sản của gia đình. Tại hội nghị tổng kết chuyên án, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hoan nghênh tinh thần dũng cảm, mưu trí, sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tạo nên thành công của chuyên án. Tuy nhiên, Thiếu tướng cũng nhìn nhận tình hình tội phạm mua bán người này vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên thế giới, trong khu vực diễn biến hết sức phức tạp, phát hiện nhiều phương thức mới, thủ đoạn hoạt động tinh vi ở trong nước. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ, năm 2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện điều tra 90 vụ với 247 đối tượng phạm tội mua bán người, liên quan đến 222 nạn nhân bị mua bán. Thì trong 8 tháng đầu năm 2023, số nạn nhân bị mua bán đã lên tới 254 người. Riêng trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng của Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ xử lý 35 vụ bằng 41 đối tượng, giải cứu 64 nạn nhân, rà soát xác định 154 người nghi bị mua bán, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022. Thiếu tướng cũng lưu ý đến những phương thức thủ đoạn cũng như hệ lụy từ nạn mua bán người này. Trên tuyến biên giới, hoạt động tội phạm mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp.
Phần lớn đối tượng cư trú trong nội địa, câu kết với các đối tượng ở khu vực biên giới, đối tượng là người Việt Nam cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài, hình thành đường dây khép kín, dụ dỗ lừa gạt mua bán nạn nhân đưa ra nước ngoài hoặc ở trong nước nhằm bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, kết hôn và cho nhận con nuôi trái pháp luật. Hệ lụy của loại tội phạm này vô cùng lớn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đạo đức, nhân phẩm của con người, nó làm vết thương mà nạn nhân, người thân không phải một sớm một chiều có thể quên được. Từ chuyên án này, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã rút ra những kinh nghiệm quý để ra giải pháp quyết liệt hơn nữa để chủ động ngăn chặn hiệu quả hơn nữa loại tội phạm này, trong đó lấy phòng làm chủ yếu. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trước hết để tiếp tục quán triệt nghiêm cái sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, rồi của Bộ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng, của tỉnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về cái đấu tranh ngăn chặn với lại cái hoạt động xuất nhập cảnh nói chung, và trong đó thì chú trọng cái đấu tranh với cái hoạt động diễn biến hoạt động của tội phạm mua bán người qua biên giới. Từ đó thì chúng tôi đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị và các cơ quan nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn trên khu vực biên giới. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới và trên khu vực cửa khẩu. Cái thứ ba là phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, kể cả trong nội địa và trực tiếp trên khu vực biên giới, cho người dân khu vực biên giới và cho kể cả những cái hành khách hoặc những cái đối tượng mà xuất nhập cảnh trái phép có những cái biểu hiện liên quan đến bị lừa đảo, bị lừa hoặc là có ý định sang Campuchia tìm kiếm việc làm để mà có cái biện pháp phòng ngừa ngăn chặn. Cái thứ tư, quá trình mà phát hiện những cái biểu hiện nghi vấn thì chúng tôi đã chủ động xác lập các kế hoạch nghiệp vụ và các chuyên án để đấu tranh và kiên quyết đấu tranh với những cái hoạt động của tội phạm mua bán người này. Cái thứ năm thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, rồi hải quan hoặc các lực lượng chức năng của Campuchia trong việc thông báo, trao đổi tình hình và đề ra các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động của tội phạm mua bán người này. Và kể cả chúng tôi đã tích cực phối hợp với lại cái Sở Lao động Thương binh Xã hội hoặc là Hội Phụ nữ để mà hỗ trợ rồi giải cứu những cái nạn nhân. Tội phạm mua bán người là loại tội phạm đặc trưng xuyên địa bàn, xuyên biên giới. Do đó, việc ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm này được cả thế giới quan tâm, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong công tác phòng ngừa đấu tranh. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Thiếu tướng cũng đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó chú trọng những chỉ tiêu, nội dung, biện pháp xác định nhằm nâng cao tỷ lệ đấu tranh chuyên án, trinh sát, triệt phá các đường dây mua bán người. Tích cực chủ động phối hợp với các ngành, các lực lượng, chức năng, với cấp ủy chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người, tập trung vào nhóm có nguy cơ cao, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung đổi mới phương pháp thu thập thông tin, tăng cường thu thập thông tin trên không gian mạng, thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để tạo nguồn xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh, chú trọng đấu tranh các đường dây mua bán người đưa ra nước ngoài, cưỡng bức lao động hoặc bóc lột tình dục. Làm tốt công tác phối hợp, giải cứu, tiếp nhận nạn nhân để mua bán, bị mua bán, ra soát sàng lọc, xác định nạn nhân trong số công dân nước ngoài trao trả nhằm củng cố thông tin, tài liệu, xác lập các chuyên án, truy xét đối tượng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, Thiếu tướng còn yêu cầu tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng của các tỉnh, phối hợp, hợp tác với lực lượng chức năng của Campuchia trong phòng chống mua bán người, tạo thế liên hoàn ở khu vực nội địa, khu vực biên giới và ngoại biên để loại tội phạm này không còn địa bàn hoạt động. Thì chúng tôi có những cái khuyến cáo là đối với những người dân của chúng ta, là khi mà tìm hiểu, tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội thì hết sức lưu ý, trước hết là nên thông qua các công ty có tư cách pháp nhân được nhà nước cho phép để mà chúng ta tiến hành, chúng ta ký kết hợp tác lao động. Còn nếu người dân mà tự ý mà xuất cảnh đi tìm kiếm việc làm ở ngoài nước thì nên tìm hiểu kỹ các hợp đồng
rồi sau đó thì chúng ta mới tiến hành ký kết. Chứ thời gian qua thì chúng tôi thấy là khi mà trở về thì hầu hết là người dân chúng ta đều bị lừa, và nguyên nhân là chúng ta không tìm hiểu kỹ những cái hợp đồng lao động mà phía đối tác đưa cho. Đồng thời là cái vấn đề thứ hai, chúng tôi cũng muốn đề nghị người dân chúng ta là khi mà có những cái quá trình được tuyển dụng lao động ấy, mà thấy có những cái biểu hiện mà bị lừa đảo về mặt tiền bạc hoặc là việc nhẹ lương cao hoặc là liên quan đến cái biểu hiện hoạt động mua bán người thì kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng hoặc là bộ đội biên phòng. Quý vị và các đồng chí thân mến, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, tự tìm hiểu để trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất để nhận biết dấu hiệu của tội phạm mua bán người, tránh mắc phải những cạm bẫy để rồi bản thân, gia đình phải trả giá đắt. Đến đây, chương trình Vì Chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt.